Tem Minh Nhí và tem anh Chính Cần Thơ nha mọi người. Quá tốt rồi, thủ tốt rồi, về thay quần cái thủ tốt quá mày. Chẳng muốn tốt. Quá tốt vậy, bằng mình đập tốt. MC thì mất tiêu rồi. Bỏ bốn tốt. Bốn một. Đập bóng không có lưới. 2-4. Mình nghĩ đập bóng tốt. 5-2. Chạy lên là vú cái tóc đứa đáng rồi rồi. Quá tốt, một cắm sân nha. 3-5. Thủ tốt. Giỏi trắng ra ngoài. Bốn năm. Phát bóng tốt. Năm đều. Điểm tốt, 6-5. Điểm tốt, 6 đều. Cũng tốt, 7-6. Quá tốt, cắm sân nha. 8 ở ngoài.
là bốn tốt. Tám chín sáu bóng tốt, chín đều. Mới đều có dở trò liền thấy không? Điểm 19 cho tám chín. Phá bóng ngoài 10 đều. Vô ngoài sao? Bóng còn. Bóng còn, quả số 10. Đập bóng tốt. Một không. Quá tốt rồi. Sung nha, sung nha. Trận này sung nha. Hay quá, anh Chính hay quá. Quá đáng tiếc. Anh Chính hay nhiêu, dĩ dở bấy nhiêu. Không được hết à? Đập bóng tốt quá vậy. Điểm 32. Bóng ngoài luôn. 42. Anh Chính chạy nghe lục 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 thắng nghe đó bỏ sao rồi. Chạy chậm chậm thôi, nhẹ nhẹ thôi. Tay hay quá. Điểm tốt cho team anh Chính. Phá bóng không lưới này các bạn. Phá bóng tốt. Điểm đều. Dễ. Ôi da. Cẩm sân nha các bạn. Pha giỏi bom chống chắn. Sáu năm. Sáu đều. Quá khéo. Cổ tay quá đẹp. 76.
Thêm tour nữa. Tao lấy bắt người vô á. Quá tốt rồi. Họ đập bóng tốt của mình Nhí. Đập bóng tốt. Bẻ cổ tay quá đẹp. Ghê gác rồi. 98. Dính đều. Thứ nào chịu nổi, đập bóng tốt. 20-19. Điểm cuối. Một pha bỏ bóng sở trường của Bác Thắng. 20 đều. Bạn quá đơn giản. Điểm tốt. Kết thúc xích 1. Đem anh Chính Cần Thơ thắng trước 1-0. Xích 2. Đập bóng tốt. 1-0. Điểm tốt 2-1. Thấy vàng à. Nãy giờ nhiều lắm. Không có cắt đâu, nghỉ cắt rồi. Nghỉ cắt là thiệt. Trên Tây Ninh cũng gì không có cắt. Lưới mình đó em ơi. Chậm tại với bác hả? Ba bốn. Ôi da. Bóng ngoài.
giật dây đâu, đâu không có giật dây, không thấy nhảy dây luôn. Bốn điều. Không lúc đó em đá nó dò vô đi. Chẳng muốn tốt. Chạy lên lót nó học. Tại nè. Năm bốn. Bỏ bóng tốt. 6-4. Tập bóng tốt. 5-6. Ôi da, tập bóng tốt. 5-5. Quá hay vậy. Quá hay. Tập bóng tốt. Sáu bảy. Đi với em đụng anh chứ đâu với đen đen đó. Đi. Bóng còn, thủ tốt. Bẩn còn. Tập bóng tốt, 7 đều. Mấy cái nhảy nhảy bỏ đi, giật về. Không cần gì anh khác chạy. 8-7. Là bóng tốt, 8 đều. Bóng còn kịp không? Vẫn kịp. Quả hay. Bỏ bóng tốt. 98. Bóng ngoài. 4 tốt. 9-10. Mười một, chín. Bóng bằng tay. 10-11. Cắm sân. 11 đều. Bước 1 hỏng. 2-1.
chạy lên lẹ xíu, bên đó cái nó tôi bỏ khúc giữa rồi. Chạy lên xíu anh chạy bóng hơn gần lưới 3-1. Đập bóng tốt của mình nhí 2-3. Bóng không lưới 4-2. Quá tốt rồi. Điểm tốt. Ây da. Chuyền thấp thấp ơi, chuyền cao quá kéo lưới á. Sáu ba. Đập bóng tốt. 4-6. Bóng còn, thủ tốt nha các bạn. Bóng vẫn còn, kịp không? Vẫn còn kịp. Dễ. Chắn bóng tốt. 5-6. Bỏ một chút thôi mà. 7-5. Đập bóng tốt. Đâu? Không có biết. Không hay. Không ai gắn thẻ. Ôi da. Kệ bóng vô bắn đá. À dạ. Quay. Nguy hiểm quá vậy. Lỗ ăn mày. Ôi da, thủ tốt vậy. Điểm đều. Đâu.
là bóng tốt. Chín tám chín tám chín tám chín tám chín đều. Chín đều. Điểm tốt. 20-19 điểm cuối. Hay quá vậy. Hai mươi đều. Hai không hay một đều. Một đều. Xếp ba. Lát vậy đang chặn sân thứ với Hồ Đen. Một không. Rồi ok. Đợi các bạn nha. Anh Chín Cần Thơ nha mọi người. Xử lý tốt các bạn. Một đều. Một đều. Điểm tốt 2-1. Không kịp rồi, hai đều. Điểm tốt 3-2. Quá hay, quá hay. Điểm quá hay. Chẳng bóng tốt. Bốn hai. Đập bóng ngoại. Ba bốn. Bóng còn quá hai cho bách thắng. Bóng còn. Súng rồi, súng rồi, súng rồi, súng rồi. Bóng còn. Chiếu. Bóng tốt. Bốn năm. Bỏ bóng tốt. 6-4. Pha
Phá bóng tốt. 7-4. Tướng Duy Đờn. 7-4. Ôi, quá tốt quá, quá lẹ. 5-7. Năm bảy. Phá bóng không có lưới. 8-5 đổi sân. Nước đi, nước đi, vô nước đi. Ba Tăng ơi. Ba Tăng, con gọn này, quýnh đi Ba Tăng. Cậu mày á. Đánh đi, cậu mày, cậu luôn ra. Đuối rồi, nó đi về luôn kìa. Bước 1 hỏng, 9-5. Phá bóng ngoài, 6-9. Quá quy lực, 7-9. Quá hay. Hay quá các bạn ơi. 8-9. Bóng không thân lưới, 9-9. Quá xuống rồi các bạn ơi. Có bóng không lưới, điểm 19. Bóng bằng tay, 10-10. Bóng không có lưới. Bơm. Mười một, mười. Bỏ bóng tốt. 11-10. Điểm tốt. 2-1. Trắng bóng tốt. 3-1. Quá xong rồi các bạn à. Cái giữa luôn. Quá xong rồi. Cái giữa gãy à? Nè. Cái giữa. Rồi. Phá bóng không vào lưới. 2-3. Ơi, mấy ơi? Dạ. Ông trả tin vô nè.
rất tiếc bấn ngoài các bạn ơi, ba điều. Bên đó ngoài chịu. Bóng còn. Bỏ bóng tốt. 4-3. Banh đến 5-5 em ơi, không có bỏ được. Sao thấy được? Banh nó đang theo banh sao bỏ được? Điểm cuối. Ăn luôn hả? Bỏ bóng tốt, hay rồi. Điểm cuối cho hai đội. Hiền, xếp ba anh chút. Bóng còn. Bóng còn. Kết thúc. Tem mình nghĩ thắng 2-1.